quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường kiểm soát trật tự an toàn giao thông trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới vẫn phức tạp. Quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 7, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về xây dựng quy định và nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên. Đây là dự án nhóm A có mức đầu tư dự kiến là gần 2.900 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương dự kiến là 2.000 tỷ đồng. Còn lại là ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài hơn 33 km qua các huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào được thực hiện gồm hai giai đoạn có kết cấu mặt đường bê tông nhựa với chiều rộng nền đường từ 12 đến 38 m, chiều rộng mặt đường từ 11 đến 21 m. Mục đích của dự án nhằm kết nối trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên, vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các vùng lân cận. Đối với đầu tư công, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với tình hình ở địa phương mình. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, cấp ủy chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc và kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã thành lập 1.166 đơn vị bầu cử, ra soát, lập và niêm yết danh sách trên 944.000 cử tri tại các khu vực bầu cử trên địa bàn tỉnh. Hiện các địa phương đã tiến hành niêm yết danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng luật định. Trong đó có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 89 người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh, 533 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 6.846 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan và các địa phương cần tiếp tục khẩn trương triển khai các bước, các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng tiến độ, giám sát việc niêm yết danh sách người ứng cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu, đồng thời tăng cường nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử để cử tri tích cực đi tham gia bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu các sở ngành địa phương cần bám sát mục tiêu nhiệm vụ, đặc biệt là những khâu đột phá trong nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, sớm cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả. Trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng các công trình tạo cảnh quan đẹp để dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên sớm được triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với các địa phương bám sát chủ trương tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, tập trung giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho dự án. Đối với đầu tư công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần sớm xây dựng kế hoạch sát thực phù hợp với địa phương của mình sao cho hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự tích cực có trách nhiệm của Ủy ban bầu cử, các cơ quan liên quan và cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp
bám sát kế hoạch để triển khai các bước theo đúng quy trình, luật định, trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nói chung, đơn thư liên quan đến bầu cử nói riêng, nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp các ngành và người dân thấy rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, phải xây dựng và lên phương án bầu cử trong tình huống dịch COVID-19 phát sinh, đảm bảo an toàn phòng dịch trong ngày bầu cử. Ở cái phòng phiếu đấy, cái kịch bản thứ... Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Hưng Yên có 13 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, gồm 13 người để bầu 4 đại biểu ở tỉnh và 3 đại biểu ở Trung ương, 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về 14 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau. Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hưng Yên. 1. Ông Phạm Huy Bình, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. 2. Ông Lê Văn Khuê, Thượng tọa Thích Thanh Khuê, quê quán xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, tu sĩ, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hưng Yên. 3. Bà Hoàng Thị Minh Nghĩa, quê quán xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nghề nghiệp chức vụ, thành ủy viên, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Hưng Yên. 4. Ông Nguyễn Đức Tài, quê quán xã An Phượng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính. 5. Ông Trần Quốc Toàn, quê quán xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6. Ông Nguyễn Ngọc Tú, quê quán xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó trưởng phòng hành chính, tổ chức quản trị, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 7. Bà Đào Thị Thu, quê quán xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ban tuyên giáo, nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên. 8. Ông Phạm Anh Vũ, quê quán phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 2, huyện Tiên Lữ. 1. Bà Nguyễn Thị Anh, quê quán xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế. 2. Bà Nguyễn Thị Điệp, quê quán xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức, ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên. 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, quê quán xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức, văn phòng huyện ủy Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Vũ Hồng Luyến, quê quán phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. 5. Bà Đỗ Thị Ngọc, quê quán xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nghề nghiệp chức vụ, công chức, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Doãn Anh Quân, quê quán xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ. 7. Ông Lê Xuân Tiến, quê quán xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đơn vị bầu cử số 3, huyện Phù Cừ. 1. Ông Nguyễn Văn Đoàn, quê quán xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Phù Cừ. 2. Bà Nguyễn Thị Huế, quê quán thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức văn phòng Hội Nông dân tỉnh. 3. Ông Lưu Đình Hưởng, quê quán xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức, phó giám đốc trung tâm chính trị huyện Phù Cừ. 4. Bà Doãn Thị Nguyệt, quê quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 5. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đơn vị bầu cử số 4, huyện Kim Động. 1.
ông Lê Quang Hòa, quê quán, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ. 2. Ông Nguyễn Lê Huy, quê quán, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. 3. Bà Trần Thị Tuyết Hương, quê quán, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội nông dân tỉnh. 4. Ông Vũ Quốc Khánh, quê quán, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ. 5. Ông Trần Thanh Liêm, quê quán, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên. 6. Bà Nguyễn Thị Luyến, quê quán, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 7. Ông Phạm Thái Sơn, quê quán, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 8. Bà Trần Thị Thu, quê quán, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng phòng tổng hợp Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 5, huyện Ân Thi. 1. Ông Phạm Văn Khuê, quê quán, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 2. Bà Nguyễn Thùy Linh, quê quán, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, nghề nghiệp chức vụ, nhân viên văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Lê Công Tiệp, quê quán, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, quê quán, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 5. Ông Nguyễn Văn Viện, quê quán, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Đơn vị bầu cử số 6, huyện Ân Thi. 1. Ông Nguyễn Quang Giáp, quê quán, xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó trưởng phòng tham mưu, công an tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Mai Xuân Giới, quê quán, thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Ân Thi. 3. Ông Đỗ Đức Long, quê quán, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức, Liên đoàn Lao động huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Vũ Tuyết Nhung, quê quán, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, nhân viên công ty điện lực Hưng Yên. 5. Ông Nguyễn Thành Sơn, quê quán, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó giám đốc công an tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Đoàn Khắc Thuận, quê quán, thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 7, huyện Khoái Châu. 1. Bà Nguyễn Thị Bình, quê quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức, bảo tàng tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Nguyễn Văn Công, quê quán, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó trưởng ban pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Bùi Thế Cử, quê quán, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên. 4. Bà Phạm Thúy Hằng, quê quán, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nghề nghiệp chức vụ, viên chức, trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 5. Bà Phan Thị Minh Huế, quê quán, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức Ban Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên. 6. Ông Lương Minh Thanh, quê quán, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, giám đốc công ty điện lực Hưng Yên. 7. Ông Vũ Trọng Thoan, quê quán, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó chính ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 8, huyện Khoái Châu. 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, quê quán, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Bùi Mạnh Hùng, quê quán, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó trưởng ban kinh tế ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
3. Ông Cao Quang Hưng, quê quán, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy. 4. Bà Giang Thị Phương Nhi, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó chánh văn phòng huyện ủy Khoái Châu. 5. Bà Nguyễn Hồng Nhung, quê quán xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên. 6. Bà Đào Thị Minh Phượng, quê quán xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 7. Ông Nguyễn Đức Sơn, quê quán xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Khoái Châu. Đơn vị bầu cử số 9, huyện Văn Giang. 1. Ông Chu Quốc Hiệu, quê quán xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Văn Giang. 2. Bà Đỗ Thị Hương, quê quán xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. 3. Bà Quách Thị Hương, quê quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Lê Thị Thu Lương, quê quán xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. 5. Bà Phạm Thị Miền, quê quán xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Lê Văn Tuấn, quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 7. Ông Vũ Văn Thắng, quê quán xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên. 8. Bà Nguyễn Thị Yến, quê quán xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức phòng nội vụ Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 10, huyện Yên Mỹ. 1. Ông Lê Văn Hưng, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Vũ Văn Kiên, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, phó chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Đỗ Tiến Sĩ, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Trần Thị Thu, quê quán xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức ban tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên. 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, quê quán xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 11, huyện Yên Mỹ. 1. Bà Đỗ Thùy Dương, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Nguyễn Văn Đoan, quê quán xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ. 3. Bà Hoàng Thị Hạnh, quê quán xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên. 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, quê quán xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. 5. Ông Nguyễn Trung Thành, quê quán phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 12, thị xã Mỹ Hào. 1. Bà Đặng Thị Gấm, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Phạm Khắc Huân, quê quán phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Nguyễn Duy Hưng, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên. 4. Bà Nguyễn Thị Hương, quê quán xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ, công chức văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên. 5.
bà Lưu Thùy Linh, quê quán thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 6. Bà Nguyễn Thu Phương, quê quán xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Phó Chánh văn phòng Thị ủy Mỹ Hào. 7. Ông Đỗ Minh Tuân, quê quán phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, nghề nghiệp chức vụ tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 8. Bà Trần Thị Thanh Thủy, quê quán xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Đơn vị bầu cử số 13, huyện Văn Lâm. 1. Ông Lê Văn Đoàn, quê quán xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Việt Tiến. 2. Bà Lê Thị Huệ, quê quán xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, Hưng Yên. 3. Ông Đinh Hồng Quyên, quê quán thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện ủy Văn Lâm. 4. Bà Đàm Việt Thư, quê quán xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ công chức văn phòng huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 5. Ông Trần Quốc Văn, quê quán xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn vị bầu cử số 14, huyện Văn Lâm. 1. Ông Trần Tùng Chuẩn, quê quán xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. 2. Ông Trịnh Văn Diễn, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Doãn Trung Khang, quê quán xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Phó Trưởng ban Dân chủ, Pháp luật và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 4. Ông Nguyễn Bật Khánh, quê quán xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm. 5. Ông Đỗ Ngọc Tú, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nghề nghiệp chức vụ Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 28 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Thế giới ghi nhận thêm 800.000 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 13.800 ca tử vong và trên 800.000 ca nhiễm mới. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm COVID-19 và tử vong cao nhất thế giới, với tổng số gần 33 triệu ca nhiễm và trên 587.000 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục ca nhiễm mới trong khi ca tử vong vượt 200.000. Tại Việt Nam, phiên họp thứ 55 diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 là 12,1 nghìn tỷ đồng và 500 tỷ đồng nguồn tăng thu và tiết kiệm ngân sách trung ương năm 2019 để chi mua vaccine phòng COVID-19. Sau ghi nhận ca nhiễm COVID-19 tại Yên Bái, Bộ Y tế đã yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định, quy trình về nhập cảnh, giám sát cách ly y tế, xét nghiệm phòng chống COVID-19, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng. Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, số lượng người mắc và người chết tiếp tục gia tăng, đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhận định dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại tại Việt Nam, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Vì vậy, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Hạn chế đến nơi công cộng tụ tập đông người không cần thiết. Không được chủ quan lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để phòng chống dịch COVID-19. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900
9085 để được tư vấn khi cần thiết. Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các đơn vị chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phân công các đội nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì chúng tôi đánh giá là tình hình giao thông sẽ rất phức tạp. Phòng Cảnh sát Giao thông đã huy động tối đa 100% lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh sẽ không có ngày nghỉ, tập trung kiểm tra các cái loại xe chở khách đấy, để yêu cầu các xe chở khách thực hiện việc chở khách đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các trường hợp chạy quá tốc độ, xe quá tải, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cũng sẽ được xử lý nghiêm. Ban quản lý bến xe khách Hưng Yên tuyên truyền cho lái xe, chủ phương tiện thực hiện các biện pháp an toàn cho hành khách như không chở quá số người quy định, không tranh giành khách, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Để chuẩn bị cho cái dịp nghỉ lễ 30/4/1/5 thì ban quản lý bến xe bến thủy thì đã thực hiện các cái công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như của Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên về việc là triển khai các cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái kỳ nghỉ lễ. Ban quản lý bến xe bến thủy chỉ đạo các phương tiện khi tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn giao thông và các cái yêu cầu kỹ thuật theo quy định của luật giao thông đường bộ cũng như là về con người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe là phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định về cái công tác phòng chống Covid, nhất là trong thời kỳ này, cũng khuyến cáo người dân cũng như khách hàng khi tham gia giao thông là phải đảm bảo 5K, các bến chuẩn bị các cái vật tư, cơ sở vật chất như là rửa tay sát khuẩn này, đeo khẩu trang này cũng như một số biện pháp thiết yếu. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quán triệt đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 34 người. Riêng trong tháng 4 đã xảy ra 14 vụ, làm 7 người chết, bị thương 12 người. Đây là những số liệu rất đáng lo ngại về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.